Khách hàng và các bạn thân mến, hôm nay ngày 30 tháng 6 năm 2022, buổi trực tiếp phát thanh và truyền hình kết quả mở thưởng vé số truyền thống tỉnh An Giang, loại hình 6 chữ số mệnh giá 10.000 đồng kỳ 6K5, được thực hiện tại hội trường công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết An Giang, số 64C, đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Chương trình cũng đang được phát trực tiếp trên kênh YouTube của đài phát thanh truyền hình An Giang. Thành phần hội đồng giám sát tham dự buổi mở số hôm nay gồm có bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh An Giang, thành viên Hội đồng giám sát; ông Trần Công Lập, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh An Giang, thành viên Hội đồng giám sát; bà Võ Thị Siêu, Chánh thanh tra tỉnh An Giang, thành viên Hội đồng giám sát; ông Nguyễn Tiết Hùng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, thành viên Hội đồng giám sát; ông Nguyễn Phong Hóa, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết tỉnh An Giang, thư ký Hội đồng giám sát, cùng quần chúng nhân dân trong thành phố Long Xuyên đến xem. Xin mời đại diện hội đồng giám sát lên kiểm tra niêm phong và mở thùng banh. Chúng tôi mời các em thiếu nhi tham gia cuộc quay số ra trình diện trước hội đồng giám sát và quần chúng nhân dân và cho các trái banh theo thứ tự từ 0 đến 9 vào mỗi lòng cầu. Mời đại diện hội đồng giám sát và đại diện nhân dân lên kiểm tra các trái banh và lòng cầu. Quý vị và các bạn thân mến, kết quả sổ số kiến thiết An Giang được trực tiếp trên kênh truyền hình ATV và sóng phát thanh FM tần số 93.1 MHz của đài phát thanh truyền hình An Giang, tiếp âm cho đài phát thanh truyền hình Cần Thơ sóng AM tần số 837 kHz và đài phát thanh truyền hình Bình Dương sóng FM 92.5 MHz. Chương trình cũng đã được phát trực tiếp trên kênh YouTube của đài phát thanh truyền hình An Giang. Quý vị và các bạn thân mến, kết quả mở thưởng vé số truyền thống tỉnh An Giang kỳ vé 6K4 mở ngày 23 tháng 6 năm 2022, khách hàng tỉnh Sóc Trăng đã trúng giải đặc biệt. Giải trúng An Giang được trả thưởng một trong hai địa điểm sau đây: công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết tỉnh An Giang, số 64C, đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Địa điểm trả thưởng thứ hai tại trạm phát hành vé số kiến thiết An Giang, số 152 đường Chí Con, phường Nguyễn Thái Bình, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Tỉnh An Giang, kính thưa bà con và các bạn đang xem theo dõi trực tiếp buổi quay số mở thưởng hôm nay. Sau khi kiểm tra các lòng cầu và các trái banh, nhận thấy tất cả đều hoạt động bình thường, xin thay mặt hội đồng giám sát sổ số kiến thiết tỉnh An Giang, tôi đồng ý cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết tỉnh An Giang tiến hành quay số mở thưởng. Hội đồng giám sát và đại diện nhân dân kiểm tra các trái banh và lòng cầu đã xong. Buổi mở thưởng kỳ 6K5 mở ngày 30 tháng 6 năm 2022 được bắt đầu. Trước hết, chúng tôi mở giải trúng 100.000 đồng. Giải này được quay hai lòng cầu và quay một lần. Mời hai em quay số.
Trước khi đọc kết quả giải trúng 100.000 đồng, chúng tôi mời đại diện hội đồng giám sát và đại diện nhân dân lên kiểm tra kết quả đã quay. Kết quả giải trúng 100.000 đồng các vé tận cùng mang số 5, tức là 55, mỗi vé trúng 100.000 đồng. Chúng tôi xin lặp lại kết quả giải trúng 100.000 đồng các vé tận cùng mang số 5, tức là 55, mỗi vé trúng 100.000 đồng. Sau đây chúng tôi mở giải trúng 200.000 đồng, vé đi được với 3 lồng cầu và quay một lần. Mời ba em quay số. Kết quả giải trúng 200.000 đồng các vé tận cùng mang số 1, 7, 2, tức là 172, mỗi vé trúng 200.000 đồng. Chúng tôi xin lặp lại kết quả giải trúng 200.000 đồng các vé tận cùng mang số 1, 7, 2, tức là 172, mỗi vé trúng 200.000 đồng. Tiếp theo chúng tôi mở giải trúng 400.000 đồng, vé này được quay 4 lồng cầu và quay 3 lần. Đây là lồng quay thứ nhất, mời 4 em quay số. Kết quả lần quay thứ nhất của giải trúng 400.000 đồng các vé tận cùng mang số 6210, tức là 6210, mỗi vé trúng 400.000 đồng. Chúng tôi xin lặp lại kết quả lần quay thứ nhất của giải trúng 400.000 đồng các vé tận cùng mang số 6210, tức là 6210, mỗi vé trúng 400.000 đồng. Đây là lần quay thứ hai của giải trúng 400.000 đồng, mời các em quay số. Kết quả lần quay thứ hai của giải trúng 400.000 đồng các vé tận cùng mang số 5946, tức là 5946, mỗi vé trúng 400.000 đồng. Chúng tôi xin lặp lại kết quả lần quay thứ hai của giải trúng 400.000 đồng các vé tận cùng mang số 5946, tức là 5946, mỗi vé trúng 400.000 đồng. Đây là lần quay thứ ba và cũng là lần quay cuối của giải trúng 400.000 đồng, mời 4 em quay số. Kết quả lần quay thứ ba và cũng là lần quay cuối của giải trúng 400.000 đồng các vé tận cùng mang số 4160, tức là 4160, một vé trúng 400.000 đồng. Chúng tôi xin lặp lại kết quả lần quay thứ ba và cũng là lần quay cuối của giải trúng 400.000 đồng các vé tận cùng mang số 4160, tức là 4160, mỗi vé trúng 400.000 đồng. Tiếp theo chúng tôi mở giải trúng 1 triệu đồng, vé này được quay 4 lồng cầu và quay một lần, mời 4 em quay số. Kết quả giải trúng 1 triệu đồng các vé tận cùng mang số 1172,
tức là 1.172 và giá trúng 1 triệu đồng. Chúng tôi xin lặp lại kết quả giá trúng 1 triệu đồng các vé từng cùng mã số 1172, tức là 1.172, mỗi vé trúng 1 triệu đồng. Tiếp theo chúng tôi mở giải trúng 3 triệu đồng. Giải này được quay 5 lồng cầu và quay 7 lần. Đây là lồng quay thứ nhất, mời 5 em quay số. Kết quả lồng quay thứ nhất của giải trúng 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 24100, tức là 24.100, mỗi vé trúng 3 triệu đồng. Chúng tôi xin lặp lại kết quả lồng quay thứ nhất của giải trúng 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 24100, tức là 24.100, mỗi vé trúng 3 triệu đồng. Đây là lồng quay thứ hai của giải trúng 3 triệu đồng, mời các em quay số. Kết quả lồng quay thứ hai của giải trúng 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 38232, tức là 38.232, mỗi vé trúng 3 triệu đồng. Chúng tôi xin lặp lại kết quả lồng quay thứ hai của giải trúng 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 38232, tức là 38.232, mỗi vé trúng 3 triệu đồng. Đây là lồng quay thứ ba của giải trúng 3 triệu đồng, mời 5 em quay số. Kết quả lồng quay thứ ba của giải trúng 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 52306, tức là 52.306, mỗi vé trúng 3 triệu đồng. Chúng tôi xin lặp lại kết quả lồng quay thứ ba của giải trúng 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 52306, tức là 52.306, mỗi vé trúng 3 triệu đồng. Đây là lồng quay thứ tư của giải trúng 3 triệu đồng, mời 5 em quay số. Kết quả lồng quay thứ tư của giải trúng 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 47947, tức là 47.947, mỗi vé trúng 3 triệu đồng. Chúng tôi xin lặp lại kết quả lồng quay thứ tư của giải trúng 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 47947, tức là 47.947, mỗi vé trúng 3 triệu đồng. Đây là lồng quay thứ năm của giải trúng 3 triệu đồng, mời 5 em quay số. Chúng tôi xin giới thiệu bổ sung thành phần hội đồng giám sát tham dự buổi mở số hôm nay còn có ông Ngô Thu Đông, đại diện Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh An Giang. Kết quả lồng quay thứ 5 của giải trúng 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 03750, tức là 03.750, mỗi vé trúng 3 triệu đồng. Chúng tôi xin lặp lại kết quả lần quay thứ 5 của giải trúng 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 03750, tức là 03.750, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
Đây là lần quay thứ 6 của giải trúng 3 triệu đồng. Mời các em quay số. Kết quả lần quay thứ 6 của giải trúng 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 90911, tức là 90.911, một vé trúng 3 triệu đồng. Chúng tôi xin lặp lại kết quả lần quay thứ 6 của giải trúng 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 90911, tức là 90.911, mỗi vé trúng 3 triệu đồng. Đây là lần quay thứ 7 và cũng là lần quay cuối của giải trúng 3 triệu đồng. Mời anh em quay số. Kết quả lần quay thứ 7 và cũng là lần quay cuối của giải trúng 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 08729, tức là 08729, mỗi vé trúng 3 triệu đồng. Chúng tôi xin lặp lại kết quả lần quay thứ 7 và cũng là lần quay cuối của giải trúng 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 08729, tức là 08729, mỗi vé trúng 3 triệu đồng. Tiếp theo chúng tôi mở giải trúng 10 triệu đồng, giải này được quay 5 lồng cầu và quay 2 lần. Đây là lần quay thứ nhất, mời năm em quay số. Kết quả lần quay thứ nhất của giải trúng 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 19744, tức là 19744, một vé trúng 10 triệu đồng. Chúng tôi xin lặp lại kết quả lần quay thứ nhất của giải trúng 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 19744, tức là 19744, một vé trúng 10 triệu đồng. Đây là lần quay thứ hai và cũng là lần quay cuối của giải trúng 10 triệu đồng. Mời năm em quay số. Kết quả lần quay thứ hai và cũng là lần quay cuối của giải trúng 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 01925, tức là 01925, một vé trúng 10 triệu đồng. Chúng tôi xin lặp lại kết quả lần quay thứ hai và cũng là lần quay cuối của giải trúng 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 01925, tức là 01925, mỗi vé trúng 10 triệu đồng. Tiếp theo chúng tôi mở giải trúng 15 triệu đồng, giải này được quay 5 lồng cầu và quay 1 lần. Mời các em quay số. Kết quả giải trúng 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 27668, tức là 27668, một vé trúng 15 triệu đồng.
Chúng tôi xin lặp lại, kết quả giải trúng 15 triệu đồng cắt vé từng cùng mã số 27668, tức là 27.668 mỗi vé trúng 15 triệu đồng. Tiếp theo chúng tôi mở giải trúng 30 triệu đồng, giải này được quay 5 lồng cầu và quay 1 lần, mời 5 em quay số. Kết quả giải trúng 30 triệu đồng các vé tận cùng mang số 9, 5, 4, 1, 8, tức là 95.418 mỗi vé trúng 30 triệu đồng. Chúng tôi xin lặp lại, kết quả giải trúng 30 triệu đồng các vé tận cùng mã số 9, 5, 4, 1, 8, tức là 95.418 mỗi vé trúng 30 triệu đồng. Cuối cùng, chúng tôi quay mở thưởng giải đặc biệt trúng 2 tỷ đồng. Giải này được quay 6 lồng cầu và quay 1 lần, mời 6 em quay số. Trước khi đọc kết quả giải đặc biệt, chúng tôi xin mời đại diện hội đồng giám sát và đại diện nhân dân lên kiểm tra kết quả đã quay. Kết quả giải đặc biệt các vé mang số 7, 9, 6, 3, 7, 3, tức là 796.373, mỗi vé trúng 2 tỷ đồng. Chúng tôi xin lặp lại, kết quả giải đặc biệt các vé mang số 7, 9, 6, 3, 7, 3, tức là 796.373, mỗi vé trúng 2 tỷ đồng. Ngoài ra còn 9 giải phụ đặc biệt trúng 50 triệu đồng cho những vé sai chữ số hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt, tức là trúng 5 chữ số sau cùng của giải đặc biệt. 45 giải khuyến khích trúng 6 triệu đồng cho những vé sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt, ngoại trừ vé sai 1 chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt. Sau đây chúng tôi xin lặp lại kết quả đã quay. Giải trúng 100.000 đồng các vé mang số 5, 5. Giải trúng 200.000 đồng các vé mang số 1, 7, 2. Giải trúng 400.000 đồng các vé mang số 6, 2, 1, 0, 5, 9, 4, 6, 4, 1, 6, 0. Giải trúng 1 triệu đồng các vé mang số 1, 1, 7, 2. Giải trúng 3 triệu đồng các vé mang số 2, 4, 1, 0, 0, 3, 8, 2, 3, 2, 5, 2, 3, 0, 6, 4, 7, 9, 4, 7, 0, 3, 7, 5, 0, 9, 0, 9, 1, 1. 08729. Giải trúng 10 triệu đồng các vé mang số 19744 01925. Giải trúng 15 triệu đồng các vé mang số 27668. Giải trúng 30 triệu đồng các vé mang số 95418. Giải đặc biệt trúng 2 tỷ đồng các vé mang số 796373. Quý vị và các bạn thân mến, buổi trực tiếp phát thanh và truyền hình kết quả mở thưởng vé số truyền thống tỉnh An Giang kỳ 6K5 mở chiều thứ năm ngày 30 tháng 6 năm 2022 do Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang thực hiện, đến đây là hết.